mà ở ngoài anh không ăn, là anh đi vô trong nghĩa địa anh ăn. Ở địa muốn vô đây mình thăm mấy người chút, À, thăm mấy mấy người người âm đâu à? đã mất á. Mấy người âm ở đây Ừ chút hả? ừ Ngoài không? có chứ. À, rồi bữa nay anh đẩy cát hả? Ừ, Năng gom với cái gì vậy? măng không, măng không, đồ ăn ít ăn. À, đồ ăn thấy có lấy con cục cá hả? Ừ, ăn kiêng mà rưới rồi rau nhiều à, tốt. Rồi cái bịch cái canh là anh sánh vỏ đó kiếm vô luôn à. Thì đó tôi phái mà, đã mình mời mà À, là đó là anh giữ mời à. những cái người ở đây đó hả? Ừ, tại thích vô đây giờ chứ vô đây ra về mà đó. À, tại thích vô đây hả? Ừ, Giờ anh được. nằm anh ngủ trong đây đó, khi nào á mà ở đây dân người ta thấy người ta tưởng là người chết không? Có chứ, mấy Vậy người chăn bò nè, cái đây có à, người chăn bò không? người ta thấy người ta la làng hay sao? Ừ. Mà cái sở thích anh cũng ngẫu quá ha. Ừ. Trời ơi, nha. Thằng bà mình vô đây rồi. Thằng tôi mắc là không có ai dám lỡ. Sao anh quát đàn bà vô đây chị? Không, chăn bò nè, mấy À, chủ là chủ ý bò. là có mình anh ở trong đây, Ừ. rồi những người dân vô đây mà Có khi thả đàn bò vô bà, đây có khi á. đàn ông, chủ À, bò. là anh quát, là ý lại là mình quát lại nói chuyện phải không, Ừ. là không ai dám lỡ. Không. Mấy giờ hồi vậy phút. Ô, dữ không? Nắng không? Nắng ngày em giờ em chịu hết nổi, em kiếm cái chỗ mát em rồi em vô em ngồi luôn nè. Mát cái gì thầm về nó mới phê chứ. Nhà của chú anh chị thì anh còn anh ăn xong, giờ Nằm, nằm. anh thả ở đây anh nằm luôn. Để vậy luôn à. Cái gì mắc cỡ năm sao? Trời ơi, vậy mới xuống. Khổ như vậy cứ ngồi vậy được rồi. Thấy không? Thấy không? Cái này mày ấy ra là thầy. Thì ở đây em thấy nè, dán hàng còn rất là nhiều luôn nè. Má trời ơi. Ba cái này là lấy cốt đem lên bỏ hả anh? Ừ. Là lấy cốt ở đâu người ta đem lại đây hay sao? Ừ. Là những cái quan tài này là ở chỗ khác người ta lấy, người ta di dời về cái nghĩa trang này. À. Dạ Phú xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì Phú đang ở Cần Đước, Long An. Và hôm nay á thì Phú đi tìm anh cò, xem anh cò làm cái gì. Thì mình gọi điện thoại đi kiếm vòng 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 hồi sáng giờ không có gặp anh cò. Thì nghe bà con á chỉ là ảnh đi đẩy cá đá đẩy cát vậy đó, ở vòng 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 khu vực này nè. Mà sao tôi chỉ vô trong cái nghĩa trang này, giờ mình cũng không biết ảnh đâu. Giờ mình đi xem coi anh cò ở đâu làm gì, quay cho cô chú anh chị xem. Thì mình cũng quay cái nghĩa trang này sơ sơ thôi, chứ cũng quay cái những cái tên họ tên tuổi ở đây lên mất công lắm cô chú anh chị. Thì theo như cô chú anh chị đã biết á, là anh cò ảnh có cái sở thích rất là quái dị. À, nằm trên đường nhựa đằng này kia thì quý cô chú anh chị cũng đã biết, và ảnh rất là thích chơi với người âm, cho nên á những nơi anh ở toàn là nghĩa trang nghĩa địa là không à. Như là những cái sở thích là những cái vòng hoa, có khi là anh đi lụm vòng hoa là nửa đêm anh mới về. À, những cái người dân mà người ta thấy là tưởng đâu là cái người mới chết chôn mới về. À, như là mình thấy anh cò đang ngồi ăn cơm đằng đẵng. Không biết sao mà bữa nay lại vô đây. Anh cò, chào anh. Ủa, bữa nay anh làm gì mà sao mà anh đi lạc vô đây? Đi để cát. Anh đi đây cát hả? Rồi vô đây nghỉ trưa chút. Anh đi cát gần đây không? Dạ. Nghỉ trưa chút có ngủ đây nè, ngồi nắng. À, giờ vô đây ngồi ăn cơm á hả? Ăn cơm cũng ngoài nắng à, đang rửa trời. Không có gì che, ngủ đây luôn. Làm sao mà ở ngoài anh không ăn, là anh đi vô trong nghĩa địa anh ăn. Nói gì muốn vô đây mình thăm mấy người một chút, À, thăm mấy mấy người người âm à? đã mất á. Mấy người âm ở đây Ừ. chút hả? Ừ. Ủa giờ anh đi vô đây anh ăn cơm vậy giờ gì? Có mời ạ. À? Có mời không? Có chứ. À, là bữa nay anh đẩy cát hả? Ừ. Ăn cơm với cái gì vậy? Măng không? Măng không? Đồ ăn ít ăn. À, đồ ăn thấy có lấy con cục cá hả? Ừ. Ăn kiêng mà rưới rồi rau nhiều à, tốt. Rồi cái bịch cái canh là anh sánh vỏ đó kiếm vô luôn à. Thì đó tôi phái mà, đã mình mời mà À, là đó là anh giữ mời à. những cái người ở đây đó hả? Ừ,
Như chuẩn bị nó giết luôn à. Ờ ok. Thiệt mà. Ủa đâu mà kiến ở đây dữ vậy? Kiến sao đó, tôi nói dữ lắm. Giờ anh định là dự định là vô đây anh ăn xong anh ngủ chưa đây ngủ luôn á hả? Nằm đây ngủ luôn á hả? Chút ngủ luôn. Sao không về nhà ngủ mà nằm đây? Này. Ủa anh nằm đây rồi những cái người này không không quở anh hả? Anh quay qua bên đây cái anh coi. Em ngồi trong mát này nó cái nắng quở chứ. Cái nó khi không cho ăn. Nó không đây không được. Mà tại thích vô đây giờ chứ vô đây ra về mệt đó. À tại thích vô đây hả? Ừ. Giờ anh nằm anh ngủ trong đây á, khi nào mà ở đây dân người ta thấy người ta tưởng là người chết không? Có chứ. Vậy mấy người chăn bò nè, cái đây có người chăn bò không? Người ta thấy người ta la làng hay sao? Ừ. Mà cái sở thích anh cũng ngộ quá ha. Ừ. Trời ơi, đàn bà mà vô đây rồi. Còn tôi ngoắt lại không có ai dám lợi. Sao anh ngoắt đàn bà vô đây chị? Không. Chăn bò nè mấy à lấy là có mình anh ở trong đây. Ừ. Rồi những người dân vô đây mà có thu đàn bà có thu đàn ông củ bò là anh ngoắt lại lại là mình ngoắt lại nói chuyện đúng không? Ừ. Là không ai dám lợi. Không. Em biết anh đi kiếm anh á vòng vòng tôi chỉ anh vô đây nè chứ một mình em thực sự luôn chưa nắng cỡ này là em không dám vô đâu. Vô chết à. Giờ này rất nắng luôn với chú chị mà anh bóng. Giờ anh ngồi anh ăn cơm đây anh đi làm. Ừ. Đây là xin nhảy không à? Không thả, trời ơi. Chân không mới được chứ. Xin không à? Đến lao động. Anh đẩy một ngày vậy là được nhiêu tiền anh coi? 400. Ngày 400 ngàn hả? Ừ. Là anh đẩy anh tính ngày hay là tính khối? Tính khối. Một khối nhiêu tiền anh? 80 ngàn. Có 80 ngàn ngày anh đẩy được mấy khối? 5 khối. 8 năm 40 đó hả? Ừ. Là một xe 5 khối, ừ. Xe tải 5 khối. Ngon quá. Ngon không? Thôi anh ăn đi. Ăn kia vậy cũng đâu ăn được. À, anh ăn là không có rau gác, đồ ăn là bò còn bỏ lại luôn. Bỏ. Giờ đâu qua đồ ăn đó anh làm gì? Bỏ cho kiến ăn. Bỏ cho kiến ăn. Ừ, với lại mình nở là mình cúng cho nó giá rồi. Là anh cúng giá là anh lấy phần ra của anh thôi còn nhiều là anh chừa lại. Ừ. Sao có cái sở thích mà quái lạ đi vô trong nghĩa địa ăn cơm ngủ. Ừ, trời. Người đã yên tĩnh. Chứ là mình đưa mình thăm mấy người đó phức. Rồi không ai thăm á. Gia đình ta lâu lâu người ta mới tới thăm. À. Tao bằng tôi. Là anh vô đây, anh vô đây anh thăm thường. Thăm giờ cũng như mình thăm nóng. Vô coi mã là vô quét luôn, có chỗ chẳng. Mã nào người ta cũng để chỗ không cỏ. Gia đình ta để sẵn. Tới 25 Tết người ta mới về quét. Là anh vô đây anh quét thường. Anh nằm anh ăn anh nằm trong đây quét anh quét luôn. Quét đó. Ừ. Giống như mình vệ sinh phụ người ta ăn. À. Chứ người ta đâu có mướn mình. Sao có sở thích quái lạ gì? Đã mình thích chăm sóc vậy đó. Chứ là người đâu phức là không ai lo hết. Chết rồi giờ tới 25 về dãy có một chút chứ. Qua năm mới về nữa. Một năm là nó dơ dữ lắm. Rồi anh nằm như vậy là chòm sớm có nói anh gì không? Nó nói vũ người ta nằm sao nó tao không khùng tao không có khùng hả? Ừ. Đúng là cái sở thích anh thì thật là lạ đời à, đi làm rồi đi kiếm cái nghĩa trang nghĩa địa nào đó gần 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 đó rồi vô đó vô nằm ngủ tâm sự luôn vậy anh vô đây anh ngủ là khoảng bao lâu anh mới đi làm một giờ là thời gian nghỉ của anh là được bao lâu cho mấy ông ăn. Đó. Nào. Cá còn cái gì? Để trong rồi đó. Trời vậy là anh xong nghỉ chưa rồi. Ừ, xong rồi đó. Đó vậy thôi. Anh ăn ít quá rồi, ừ, sao mà anh có sức được anh còn? Đó, bởi vì không có ăn nhiều ghê đâu. Ờ giờ kiến bu quá trời luôn. Không sợ trời nóng luôn, cái này phỏng tay mà nó vẫn bò ra. Ờ mình kiến này. Ủa kiến này sao lạ dữ ta? Chứ sao trời ơi, nập đã lắm. Làm mấy giờ hồi vậy phút. Ôi, dữ không? Nắng không? Nắng ngày em về em chịu hết nổi, em kiếm cái chỗ mát em rồi em vô em ngồi luôn nè. Mát cái gì làm về nó mới phê chứ. Nè cô chú anh chị thì anh còn anh ăn xong giờ giờ nằm. Anh nằm. Anh thả ở đây anh nằm luôn.
Giờ anh nằm đây là anh nói là được 2 tiếng đồng hồ thì chắc được 1 tiếng mấy không á ha? Bởi vì anh ăn cơm rồi hút thuốc rồi nữa cũng được phải 1 tiếng mấy. Thì có được rồi, mình làm ngoài nắng chứ, thôi rồi. Làm cũng ngoài nắng mà. Tự như vậy mà người ta đi vô người ta thăm mộ tao thấy anh nằm này chắc người ta xỉu luôn quá. À thấy là lắm nè. Thấy đi ngang vậy là tôi ôm cái giò rồi. Ôm giò anh chị. Tính cho anh ta chở. Cũng là tiếu tiếu à, cũng hù người ta ha. Bây giờ nắng nhán lửa luôn á là em chịu thăm mộ luôn á. Ừ, trời đổ mồ hôi liền. Thì quý anh chị thấy đó, cái anh gò là có cái sở thích ở ngoài trời nắng. Ăn ngoài nắng à. Thì cũng có người nói là cái gì, cái hạt đường, cái đường cái gì của anh á, là nó có một cái dệt đen. Chán ha. Trên chán á, của anh là có một cái dệt đen. Người em thấy nè, nó sau cái đó nó có một cái lằn nè. Dông dữ lắm mà. Dông trong người anh á ha. Ừ. Nặng nề lắm. Nặng nề là sao anh? Thì nó mệt mỏi á. À, là anh phải phơi đặng cho... nhẹ. Cho nhẹ người hả? Ừ. Thì từ cái lúc nào mà anh nghe trong người anh nó nặng nề? Mấy bữa mà không có nắng á. Mấy bữa không có nắng hả? Như là giờ nắng cái cỡ 1 giờ mà không chuyển mưa rồi đó là thua, mệt, nó muốn cảm à. Rồi những cái mà như tháng lạnh là anh thua hả? Thua. Rồi cái lúc đó anh làm sao mà để anh... trốn không à? Anh sửa ấm cho mình. Chùm không à? Chùm không hả? Ừ, chứ đâu có... Lúc đó là anh không đi làm luôn hả? Thang đâu, ừ, thang đâu rồi mà hơi hoài. Nó theo có lò sưởi ngon ha. Lò sưởi anh mua cái lò mà cái gì than đá đó. Bỏ vô cái giờ anh đốt lên nó nóng rồi. Mình hàn cái mấy miếng sắt thành cái thùng vuông lên. Mình bỏ nó ha. Than nước cũng được, mình phải làm cái thùng bằng sắt mới được chịu nổi. Mình để dưới giường mình nó xong lên ngủ ấm lắm à, mấy bà đẻ đó. Trời đất ơi. Cái đó thì mấy bà đẻ người ta để than nó một ít thôi. Còn anh mà nó để nguyên cái lò ở dưới rồi anh xong lên à, mà anh nằm dưới đất mà. Thì bởi vậy phải có giường. Phải thua. Tại mình không có khả năng mua giường được này kia được. Phải có là đúng là nó xong lên là ngon. Là không lạnh đâu. Cái than nó cháy lâu lắm. Rồi em cũng nghe chòm xóm nói là những cái lúc lạnh á là chòm xóm nói dòi gò tiêu rồi. Ừ. Là không thấy ba anh luôn. Không. Là lúc đó là anh gò biến nó tiêu rồi. Biến nó tiêu. Tiêu. Nắng vậy là bình thường nè. Giống như 6 giờ chiều cũng không mát rồi. Cái sở thích gì mà quái lạ dữ hả? Chứ là tôi coi như giống như chiều. Thì có nhiều cô chú như các bạn đó là bình luận nói là anh chỉ làm giả giờ để quay phim thôi, thì anh có lời nào để nói không? Là như cái sở thích của mình đó là người ta nói anh là chỉ giả giờ nằm để quay phim thôi. Thì cơ thể tôi đang thê thôi biết rồi, bơi dữ lắm mới đang được vậy, mình trắng mà. Thì Phú cũng đã đi xác nhận rất là nhiều người gần anh cò của cái chú anh chị, thì những người đó đó như là bữa chiều tối đó uống cà phê. Thì ông chú nói là nó chuyên môn nào mà nó phơi nắng nào ở ngoài nghĩa địa không à. À đi lụm những cái dòng qua như anh đi vào đây ăn cơm xong phải không? Cái mà có gặp cái đám tang á là những cái dòng qua người ta để đó thì anh gọi xe lụm về bán cho chơi. Nhưng cái sở thích mà đem về nhà chơi á giờ còn không anh? Ừ. Vẫn còn luôn hả? Ừ. Vẫn còn bình thường, không có cái đó là không có mất được hả? À. Thì sở thích của anh rất là lạ luôn rồi, đúng là cái sở thích đó là dông đeo lên rất là nhiều trên đó. Rồi cái nhà anh đó là có cúng thường xuyên không hay là vậy thôi? Không. Không có cúng gì luôn hả? Không. Anh không cúng là anh mới bị đè đó. Ừ. Trời nửa đêm thì nó quằn dữ lắm, lục đục. Khoáng đồ rồi, vớt. Nửa đêm là trong nhà anh quằn á hả? Ừ. Là nghe có ai đi. Nói nghe ghê trời. Máng đồ rồi lên vớt á. Chai nước rồi mình để nè. Chứ tôi tận dụng tôi máng đồ áo quần nữa vớt á. Thằng thuốc rồi tôi gạt chỉnh mà cái máy để bông nó. Bữa nào tối phiên phiên đặt cái máy thử coi. Camera hả? Đặt camera nè thử coi có thấy gì không?
Anh nói nghe ghê quá, là vô nhà anh mấy lần gì? Thì chưa, bữa nào ngủ cũng đi bữa coi. Ngủ rồi. Mướn đồng hàng chứ phải ngủ công. Mướn nhiêu tiền? Mướn từ 12 giờ tới 23 giờ sáng thôi. Về thức được không? Không. Chứ chưa vô đó thì sợ gần chết sao nằm ngủ được. Nghe anh kể là nghe nổi áo mà là từ bắt đầu từ 12 giờ đêm tới về sáng là là trong nhà anh là mới đó, đầu lục lục lục. Đó là những cái dông ở ngoài nghĩa địa quý cô chú anh chị, thì anh cò đem dưới kia nhà ghế xài giống như đó mang đồ được mấy cái những cái dòng hoa là dông đeo bám trên đó mang đồ là anh đem dưới kia nhà thì dông sẽ đi theo rồi giữ nhà luôn. Rồi bây giờ cái sở thích của anh á là nằm trên cầu, nằm trên nghĩa địa là nói chung bây giờ là anh gặp chỗ nào là anh nằm chỗ đó thôi không. Thì hôm nay là em gặp anh, em đi kiếm anh từ sáng giờ, gọi điện thoại thì không được, mới đi kiếm người ta mới chỉ anh là làm gần đây nè, rồi hỏi người ta mới nói mới thấy vô đi vô đây, em mới đi theo sình không à? Cái chỗ không có người tới ít lắm. Chiếc xe nó máy chiếc xe mà sình không luôn. Rồi bây giờ trời mưa tới rồi, rồi dậy đi anh đây, mưa tới rồi kìa, chút xíu nữa anh cúm anh luôn rồi. À, mưa rồi thôi. Thì anh cò là phơi nắng được cô chú anh chị chứ mà mưa thôi, mưa với bão với lại mà những cái tháng cuối năm á là anh cò chịu trời. Không nổi. Hôm nay có nhà đó nhà mã hàng hà vô đây đâu có sợ mưa rồi trốn. Ở đây cũng có mái che phải không? Nhà màu đó. Thì em cũng nghe nói là cái khu vực này là anh cũng từng lượm thấy ông hàng đó rất là nhiều hàng đó. Đây đầy đủ đồ đó rất là nhiều cái nắp hàng cái gì dùng qua không đâu nhảy đó. Ủa cái nắp hàng này làm gì anh cò? Để đó có ai muốn xài xài bào lại xài. Nhưng mà cái này người ta để làm gì á? Để mang hàng múc cốt á. À lấy cốt lên và còn nắp á hả? Đó. Ủa sao em thấy ở đây nắp hả? Mấy cái lém nó giờ bào lại cái này nè. Bào lại là phải thoải mái. Cái đó là cái thân hàng nắp hàng mà còn mới chết đi đó. Ở đây có chú gì? Thì anh cò nói anh cò chia sẻ là cái nghĩa địa này á là những cái chỗ này là lấy cốt nè, lấy cốt đi còn những cái dán hàng nè là anh ngủ trên đây luôn á hả? Anh ngủ trên cái đó luôn á hả? Đâu em lại anh nằm thử em coi ơi, nói nghe ghê anh là những cái dán hàng này của chú chị, đây là những cái tấm vách nè, đâu lại anh nằm lên thử lên đó anh coi. Kiến cắn là anh bị đuổi đó hả? Trời ơi, còn kìa. Anh kéo cái ba cái đó ra chứ, anh nằm lên tiêu luôn á. Không có, để vậy luôn à. Gì mắc cỡ đâm sao? Bỏ vậy đi, cứ ngồi vậy được rồi. Thấy không? Cái này mày thấy ra là thầy. Thì ở đây em thấy là dán hàng còn rất là nhiều luôn nè. Ba cái này là lấy cốt đem lên bỏ hả anh? Là lấy cốt ở đâu người ta đem lại đây hay sao? Là những cái quan tài này là ở chỗ khác người ta lấy người ta di dời về cái nghĩa trang này. Người ta không đốt cho gọn không? Thì ý nguyện của anh đó là lấy cái này anh về anh làm dán anh làm đó. Sao anh không vô anh xin ta? Bào rồi. Này em thấy còn tốt chứ mà trời ơi. Những... Sao làm dán là liên quan được hết. Những cái này còn tốt lắm mà cô chú chị nè. Dày lắm. Đó, tốt chứ. Đây là còn những cái con rồng con phụng ở trên đây luôn nè. Tôi thấy rồi, tôi mê rồi. Tại anh thấy những cái này là anh thấy hả? Ừ. Trời ơi, kỳ lạ trời. Ừ, anh không dám đâu. À, không dám vô đây chơi đâu. Em đâu có đi chơi mấy cái này em. Nói chung không dám đi gần á, cũng như đi chơi là phải thấy sợ á. Không dám vô. Đúng rồi, thấy mấy cái này là em rất là kỹ luôn. Bà, phải không? Mới chét rất là kỹ. Mới đó. Nhưng mà cái này là cái thỏi này mới, chắc cũng mới đây không có lâu mấy đâu. Mấy năm. Còn dây còn nguyên luôn nè, quý cô chú anh chị. Mà anh nói vô đây là anh rất thích những cái này. Em vô đây em sẽ nghe những nhức đầu á. Nghe nó ngồi ở đây nè, tao bỏ rất là nhiều luôn nha. Đây nè. Đó. Vậy mà anh nói là anh vô đây anh nằm ngủ nên rất thích những cái đồ vật của những cái người mất như là cái thọ đó
người ta khi người ta lấy cốt lên á, người ta sẽ lấy luôn cái thọ lên luôn, rồi người ta chuyển vào đây, người ta bỏ vô đây vớt những đầu thôi đi ra ngoài. Nè, như đầu quá. Còn những cái này là sao mà thấy em thấy ô ô nè anh con? À, mộ nhi đó phải không? Mà sao đập hết rồi? À, là những cái này là hồi xưa là những cái mộ nhi, bây giờ là đã được bóp dở đi phải không? Đây là cái chú anh chị. Mình thấy cái nghĩa trang này rất là rộng lớn. Mà ảnh cái sở thích của anh á, thì anh thích vào trong này là anh nằm anh ăn anh ngủ đây. Cái sở thích rất kinh dị. À, đặc biệt đó là cái chú anh chị thấy nè, những cái nắp hòm nè, những miếng quán hòm nè, nó nằm ngổ ngang ở đây mà ảnh lại nói là thích chơi với những cái đó, nghe rất là rợn người. Một cái sở thích rất là lạ rồi. Thì cái clip chia sẻ về anh cò là ăn cơm nằm ngủ trong nghĩa địa tới đây cũng kết thúc. Phú xin chào tất cả các chú chị, hẹn quý cô chú chị vào clip sau. Quý cô chú chị nhớ đăng ký kênh ủng hộ Phú. Cảm ơn quý cô chú anh chị. Và đây ảnh bây giờ anh ăn xong thì anh hút cái thuốc mà giờ một giờ anh làm anh còn anh nằm nè cái lưng anh nè các chú chị chắc không chắc không.